những vết nứt, nứt ngoài sân cho đến thềm nhà. Bốn cánh cửa nhà bà Lan giờ chỉ còn mở được hai cánh do móng nhà ngày càng lún gây xệ cửa. Cắt tặc đã khiến cuộc sống gia đình bà Lan cùng hàng chục hộ dân trên cù lao này trở nên bất an. Người ta bơm đi nó mới lở sạt lở các cây cối xuống sông như thế kia kìa. Rồi nhà chúng tôi nứt vì vậy đấy. Cái chỗ kia hồi kia là nó bồi hết lên vậy đó. Đi nước cạn là đi lên bãi để tắm chơi đến bây giờ còn chỗ nào không tắm. Nó sâu hùng hùng hết ở dưới rồi đấy. Cái phòng cảnh sát giao thông đường thủy ở ngay đây. Thế mà làm sao mà họ đến đây họ bơm được? Hút ở dưới mé sông rồi lại còn lên hẳn trên bờ hút. Nó bị sạt lở vào đến đây thì chúng tôi không biết đi đâu. Bờ cù lao giáp mé sông, những hầm ếch ăn sâu vào đất, keng trái lâu năm bật gốc chết khô vì nước sông xói lở. Đây là dấu vết còn sót lại của một căn nhà nằm trên cù lao 3C giữa dòng sông Đồng Nai, thuộc địa bàn Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Những người dân ở đây cho biết nạn cát tặc trên sông Đồng Nai đã nạo vét lòng sông, thay đổi dòng chảy. Mỗi năm thì nước sông đã xâm thực vào cù lao này hàng chục mét. Chuyện những người ở cù lao 3C này bỏ nhà ra đi đã diễn ra và hiện nay thì tiếp tục diễn ra. Đôi khi cái phản ánh của bà con có những cái đúng, có những cái mà nó cũng chưa được đầy đủ hết. Anh có thể là các anh cung cấp thêm, chúng tôi sẽ xác minh. Chứ còn thực sự đối với các anh mà đối với địa phương tôi rất kiên quyết. Nó còn cái khó nữa là nó cái ranh, cũng như anh nói, nếu mà nó hoạt động bên quận 9 thì thua. Chính quyền phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết năm 2017 đã xử lý hàng chục vụ, thậm chí còn lắp đặt camera giám sát. Tuy nhiên, ban đêm thì hệ thống thiết bị này vô hiệu. Thực trạng này đã được người dân phản ánh đến đường dây nóng của Chuyển động 24 giờ. Bằng cách nào mà những con tàu cùng những chiếc vòi bạch tuộc ngày đêm hút cát từ sông lên mà nhiều người không hề hay biết? Nhóm phóng viên của chúng tôi đã liên tục theo dõi trong nhiều ngày hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai, đoạn chảy qua địa bàn quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây là những hình ảnh được ghi lại cách đây khoảng một tuần vào đêm rạng sáng ngày 5 tháng 4 năm 2019. 1 giờ sáng, tiếng máy nổ phát ra bên bờ sông Đồng Nai. Chúng tôi tiếp cận khu vực phát ra tiếng máy nổ khoảng chừng 500 mét. Bằng thiết bị chuyên dụng, hình ảnh rõ dần hai chiếc ghe đang đưa cát lên bờ. Phía sau lưng tôi là bến thủy nội địa có tên là Xuân Hương. Bến thủy này đã hết phép từ năm 2017. Tuy nhiên, từ đó đến nay thì vẫn hoạt động. Bây giờ là 2 giờ sáng và vừa rồi thì là những tàu hút cát từ sông Đồng Nai đã chuyển về đây. Và đây là một trong 10 bến thủy dọc bờ sông Đồng Nai thuộc địa bàn quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Theo hướng di chuyển của con tàu vừa xuống cát, chúng tôi tiếp cận địa điểm hút cát lậu. Ánh đèn pin lấp loáng, những đối tượng hút cát lậu mình trần lặn nhanh xuống dòng sông. Cát lại tiếp tục chuyển lên thuyền lớn đem về chỗ tập kết cũ. Những đống cát còn nguyên nước sông, người đàn ông này chống chế. Đây là cát cũ mà không hề hay biết mọi hoạt động của bãi tập kết cát này. Chúng tôi đã ghi lại toàn bộ trong tối hôm qua. Giấy phép với thời hạn cái bến thủy nội địa này là hết hạn mà bao giờ anh? Hết hạn giờ đang bên chính sở đang kêu quấy dừng hoạt động lại, thành ra tụi em dọn dẹp bến bãi cho nó gọn gọn lại, chờ cấp giấy phép anh. Có nghĩa là tạm thời trong giai đoạn này mình không có giấy phép hoạt động đúng không? Một thực tế là mặc dù mật độ giao thông vận chuyển cát trên tuyến sông này tấp nập, tuy nhiên rất ít khi thấy lực lượng cơ quan chức năng xuất hiện cả ngày lẫn đêm. Và chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã xử lý hàng chục vụ liên quan đến cát lậu. Đầu năm 2019 đến nay thì đơn vị cũng đã trực tiếp phát hiện bắt giữ là khoảng 20 vụ, là trong đó gồm có khoảng 15 vụ là vận chuyển cát trái phép, là mua cát trái phép, còn lại là khoảng 5 vụ là những đối tượng là khai thác cát trái phép. Còn đây là một bến thủy nội địa khác, hiện nay cũng đã hết phép và nằm trong diện không được cấp phép lại. Tuy nhiên qua thực tế, bến thủy này cũng vẫn tiếp tục được khai thác sử dụng, dùng để tập kết cát. Về thực chất thì là đất thì đã bà Nga đã chuyển nhượng cho chỗ ông Dũng là từ năm 2017 thì đã có chuyển nhượng cho ông Dũng sử dụng. Và ông Dũng thì ông có cái cho cái công ty hợp tác với cái công ty Hiệp Thể Phát để hoạt động cái bến bãi này. Ông Hưng cho biết thêm, khu vực này có 5 trên tổng số 10 bến thủy nội địa không cấp phép lại cách đây đã một năm, nhưng vẫn lén lút hoạt động. Trong đó có những bến thủy nội địa vi phạm việc lấn lấp sông rạch lên đến vài ngàn mét vuông đất,
Phường Long Bình chỉ có chức năng phối hợp kiểm tra, còn việc quản lý, cấp phép do Sở Giao thông Vận tải thành phố và Ủy ban nhân dân quận 9